các bạn. Sáng nay chúng ta sẽ hòa mình trong thiên nhiên của The Singapore Zoo Sa Thú. Thì ở chỗ này mở cửa từ 8:30 sáng đến 6:00 PM. Đấy. Lâu lắm rồi Zen không có đi sở thú. Theo như thông tin của anh Thuận cho hay thì cái này các bạn tốt nhất là nên book vé trước để có một cái lịch trình giống như trong tờ giấy này luôn nè. Và đặc biệt có cái phần này là ăn sáng với tung ngộ khắp ăn sáng với khỉ á. Thì nó, khi mà cái book online thì nó sẽ có cái email gửi về với bạn lịch trình được các kiểu. Ủa anh, giá vé một người là bao nhiêu anh? Anh không nhớ hả? Anh sẽ như tổng cộng không là 20... Lại trải nghiệm. Dạ. 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 Rồi do là sáng nay Jen và mọi người sử dụng cái phương tiện taxi cho nên là cái chi phí đi từ khách sạn cho tới chỗ này là 18 đô. Wow. Đây mình sẽ mua vé ở trong đây. Oh, rộng quá. Sở thú giống như rạp chiếu phim vậy ta. Rồi chúng ta vẫn phải đi vòng vòng xếp hàng nè. Vé vô cửa thôi là 32 đô ha anh. Dạ. Sáng như vậy một không mà nói chung là vé vô cửa thôi thì 32 đô nếu mà các bạn muốn sử dụng những cái kiểu dịch vụ trò chơi như là ăn sáng với tung ngộ không nữa thì thêm tiền nữa. Dạ. Con mẹ còn ngáp nữa kìa. À ở trên đây nó sẽ có cái bảng số nè, khi mà cái đến cái người đó đó là tới cái người nào đó là nhìn vô cái số nó là tới cái quầy số đó. Cũng rất là trật tự ngăn nắp rồi các kiểu. Nè để các bạn coi nè, ở đây có cái chị này. Thì cái chị này đi số mấy đây? Bỏ đi rồi. I thought I'm booking for 4 for breakfast with online. Okay, so payment for the breakfast will be made inside at the restaurant itself. Do you already have permission to get to work? No, no. Okay, so you just get the tickets here first. How many do you need? 4. 4 adults, yeah. Are you a resident or tourist, sir? Tourist. Do you work in Singapore? You don't work in Singapore? Sometimes. Yeah, for business. But you don't have an employment pass or like a green card, right? No. So 4 adults to the zoo will be $140. À, tức là mọi người đăng ký cái tourist dù thì giá nó là... How to get to the restaurant? No, we don't. The entrance is on your left. Once you enter, you will see a sheltered walkway. You just follow this all the way. The restaurant is on your left. So where are we now? We're here, right? Yeah. So go here? Yes. Just go up. Tại sao anh? Là cái bản đồ á, mình phải đi lại tới dạ. Chỗ... Rồi cái này là cái giá một người đó ha anh? Một người 35, 4. Là nó bao giờ tính giấy vô cổng luôn rồi hả anh? Cái này giấy vô cổng không? À, cái này giấy vô cổng thôi hả? Ăn sáng như là tuần một không rồi. Là giá khác nữa. À, cái này là chỉ là cái giá vào cổng thôi nha các bạn. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Nói chung là một người 35 đô. Ok. Dạ. Trời. Trong đây có bán cửa hàng nói chung liên quan đến những cái con đồ vật nữa nè. Đấy các bạn. Ồ. Các bạn có nghe tiếng chim hót vừa hót không? Đây, vào khu vực bên trong. Ồ. Đứng đây. Coi đây hả? Nó hú đây hả? Ôi cá kìa. Trời ơi. Một rừng cá. Ai xe
Dạ. Nãy không có quay tiếng nó hú hú không? Dạ có. Nói này Tông Ngọc Không qua qua thăm Chu Bất Giới. Ờ Chu Bất Giới qua thăm Tông Ngọc Không, Tông Không mừng. Tông Không mừng quá. Nó kêu kìa các bạn, ghê không? Ở đây rất là rộng, rất là sao ta, xanh sạch, đẹp nữa. Có điều là nãy giờ Zen chưa thấy một con thú nào thôi, đang đi kiếm. Mới nói xong là có rồi. Thì Nga hả Bu Mì, chắc không? Ủa nó đang ngủ à? Theo trí nhớ non nớt của em. Ủa ở dưới nữa nè. À, mẹ bồ nông là cái con nó có cái mỏ này nè. Ờ Để nó chứa cá trong đây nè. Con này nó đẹp quá, nhìn nó không có cái mỏ. Cái con này, sorry. Dạ. Chưa bác sĩ, sắp được gặp bạn rồi, có thấy rạo rực trong lòng không? Nói chung là để tham gia cái kèo ăn sáng cùng Tùng Ngô Không này thì các bạn phải book vé trước. Nếu mà cứ không có book vé mà cứ đi vô là không sẽ không có chỗ. Các hàng cũng đông. Dạ đây à. Rất là mọi người xếp hàng để coi Tùng Ngô Không. Chứ bắt giới cái rạo rực không? Sao hả? Mấy ngàn năm không gặp bạn. Nó ngồi bên bậc thềm này nè. Nãy giờ em cứ tưởng là mình mua vài trái chuối cho nó ăn thôi chứ. Tức là các bạn khi mà đăng ký vô đây thì có buffet cho các bạn ăn luôn nè. Đấy, đại đằng kia. Để lát nữa thì sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi. Hồi nãy giờ cứ tưởng là vô đây mua chuối, mua dưa leo, mua trái cây cho khỉ ăn thôi. I'm gonna book in for four people. Can I see your confirmation number? À, tức là mình sẽ đưa cái giấy mình được booking rồi cho họ. Tìm tên. So for adults, yeah? Yeah. For adults, yeah, together. Yes. $140. Nói chung là vô mua vé nữa là $140 nữa. Hồi nãy vé vào cổng thôi, còn này là vé để ăn buffet rồi ăn sáng cùng Tùng Ngô Không. Dạ dạ. À nếu mà đặt trước thì chúng ta sẽ có một cái bàn gì nè, được dán nữa nè. Dạ thằng đi Chú Bất Giới đi coi sáng nay ăn gì. Đi rồi. Ở đây đầu tiên là gì? Cái gì? Chăm bông hả? Gà. Gà hả? Sao biết? À, chicken ham. Mình đi một vòng đi. Tiki ba con là cái gì ta? Ba cần. Cái loại thịt sông khói mà con gà mà gà tiki. À. Rồi cái này là cái gì? Món cá món. Cà chua. À. Cái lại cà chua nướng với lại miếng. Dạ. Ồ. Ồ cái gì vậy? Xúc xích hả? Ừ. Chicken nữa hả? Dạ. Cái này là cái gì ta? Tomato. Súp. Đậu hả? Đậu với lại sốt tomato. À. Còn cái này chắc giống nhìn giống xôi quá vậy. Khoai hả? Khoai cây. Dạ. Là trứng. Gì? Trứng đây hả? Ủa xương trứng kia vậy? Làm kia vậy? Trứng hấp. Ồ. Trứng gì ta? Trứng gì? Trứng gì? Hả?
Ồ, còn cái này nè. Nói chung là tên tiếng Anh không à, các bạn chịu khó giùm Gen ha. Tại vì Gen không có biết tiếng Anh đâu. Bánh mì hả? Ờ. Ôi ôi, không nói cũng không biết luôn á, bánh mì. Bánh mì cũng biết luôn. Cái này là đây giống bánh waffle. Waffle hả? Ừ, cái bánh waffle. À. Omelette là trứng. Lại là trứng. Ôi ôi, trứng chiên cái bên nhìn rất là đẹp. Đây. Và đây là khu vực tương cà. À. Như vậy là cái dãy bên đây cũng giống cái dãy bên kia, nhưng mà nhìn như dãy bên kia nó phong phú hơn, nhiều chỗ hơn á, nhiều. Ồ, à. Ngoài ra bên đây có còn có khu nước uống nè, rồi trái cây nữa nè. Ủa cái gì nữa đây? Còn nữa hả? Ồ, nhìn hấp dẫn gì vậy? Đây là gì? Mì xào. Ồ. Ê, cái ớt ngâm này ngon lắm nha. Không biết tên. Braten loại ba. Dạ. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Em cũng không biết, em đang khám phá nè. Curry. Dạ. Xôi cơm. Đúng không? Đây. Ồ, có dim sum nữa à. Ê, bố mì có dim sum nữa nè, bố mì. Ôi. Bố mì thích dim sum lắm. Anh cũng vậy. À, ở đây có cháo gà nữa nè. Rồi. Theo phong cách hòa mình với thiên nhiên thì có một cái con đang đi dạo giữa đám người đang ăn. Đây là cái dĩa của Gen. Có mì nè. Ở lòng bún xào chứ, dim sum rồi trứng ốp la nữa. Gen cực kỳ thích ăn trứng ốp la. Ăn bún trước. Đúng rồi. Cái gì cũng được. Cũng ngon. Thịt đấy. Ừ. Ngon kìa. Mỗi cái này phải là tới không ta, hay là một lẫn nước chấm đâu. Cái này bạn. Cái mà anh khen á. Dạ. Ừ, thịt đấy. Ngon. Hình như là có pha một tí rút xay nhuyễn chẩm hay sao? Đúng rồi. Dạ. Cái tương cà phủ trên cái lớp dim sum á, ừ, rất là tuyệt vời. Ớt ngâm hồi nãy thì có nói rất là ngon, các bạn nên thử ớt ngâm ở đây, chua chua ngọt ngọt cay cay đã lắm, nó không có cay nhiều đâu. Còn chưa ốp la nữa. Để nguyên kháng nguyên miếng luôn. Mà chiên rất là đẹp. Làm như có chiên trong khuôn á. Tuyệt vời. Thật cắm gói. Em biết gì sao nó đông rồi. Bánh giòn ngon quá. Miệng chuyện miệng. Ở chỗ này hả? Tới được. Khi người ta tới. Nhìn thấy ở đây có rất là đông đông người, cho nên Gen sẽ ồ rắn.
Nhìn mấy chú bảo vệ rất là ngầu ở đằng xa xa. Để Jen tới Jen rờ thử coi sao. Cũng sợ đó. Quay mặt quá. Quay mặt quá. Good job. Rồi nó bò trên tay bạn có cảm giác luôn ấy. Nói chung là cứ đứng yên thôi. Nó cũng mà sao anh cứng ngắc cứng ngơ vậy? Thì sợ, cứ đứng yên thôi chứ đâu biết làm gì đâu. À, Tùng Ngộ Không ra rồi nè. Ồ, hình như nó có con nhỏ nữa kìa. Hai vợ chồng hỉ. À, còn có đứa bên đây nữa nè. Thôi. Để cho lên nè. Do là ngược sáng cho nên chắc là các bạn sẽ không thấy nó đâu. Đó, nó đang cử động cả. Ờ, có con khỉ con nữa nè. Colleagues will be your guides for the next half an hour or so as we introduce you to our wild friends, most of which come from the tropical rainforest right here in Southeast Asia. But before we begin, I would like to go over some rules that we all need to follow to make sure everything runs safely and smoothly for everybody today. Don't worry, the rules are very easy and there's only three of them, all right? The first one has to do with food. The food you're all enjoying this morning is meant for us human beings, so please leave your food at your tables. Do not bring any food up here when you have your photos taken with the orangutans. Rule number two pretty much goes for everywhere here, all right? Yeah. But especially here in this front of this yellow line, no standing, right? This area especially we need to keep clear. We want to give our orangutans plenty of space, but also if you gather around up here, you are going to block the view of everybody behind you. And we want to be nice and courteous, give everybody an unobstructed view of our orangutans this morning. Now we're not saying you can't come up here. You can. You can come up here real quick if you want to take some close-up photos. All we're asking is you don't hang out, don't loiter up here for too long. Take some close-up photos, then please return back to your seats. We appreciate your cooperation in that. And now the last rule is the one that everybody hates the most, but it is extremely important. As tempting as it may be, please refrain from reaching out and touching the orangutan. Darn it. The reason is because they are our second closest living relative, and they share a lot of human-like personality traits. Now, we human beings, we don't like it when a stranger we've never met before comes up to us and invades our personal space, starts touching us. That makes us feel uncomfortable. Orangutans are the exact same way. They don't know you, so if you touch them, they're going to be like, hey, wait a minute, what are you doing? And they're going to feel very uncomfortable. But also, we'll probably have a mother with a baby today, and mothers are very protective over their young ones. Another reason why not to reach out and touch them. Now, we do appreciate your cooperation in all these rules. We do this, everything's going to go safe and smooth for everybody today. No issues, right? Now, take a look up above me, making their way down to breakfast are, of course, the ones that everybody has come to meet. They are orangutans. Now, orangutans once ranged far and wide here in Southeast Asia. There were hundreds of thousands of them. In fact, their range extended as far north as southern China at one point in history. However, today, due to the loss of their habitat through deforestation, poaching, and the illegal pet trade, they're now limited to just two islands. That's Borneo and Sumatra. And where there used to be hundreds of thousands of them, today there are fewer than 50,000 left in the wild. Now, as they make their way down to breakfast and settle down, I'm going to pass the microphone off to Osman right over here, my buddy, one of our orangutan keepers. He's going to introduce each individual orangutan to you. Nobody better to introduce them than the ones that take care of them tirelessly every single day, all right? Good morning, Osman. Thank you. Thanks, Kevin. Hi, good morning, everyone.
Hi, my name is Sosman. Together with me is Prakash and Jeremy. We'd like to welcome you guys to the Singapore Zoo and hope you guys are enjoying your breakfast, alright? Well, let me just introduce to you our orangutans over here. We have 4 out of 25 in our cadets joining us. Both the species Sumatran and Borneo. Well, the first one down, there's Athena. Athena is a 9-year-old female Borneo, and right next to her is Ameng. Ameng is a 7-year-old female Sumatran. And how we differentiate between the two species is by looking at their fur coloration, right? Usually the Borneans like Athena here, they have a very dark brown shade of fur, while those of a Sumatran like Ameng, they have lighter orange fur in color. And last but not least, we have Athena. He's a 34-year-old female Borneo. And together with you can see snuggling down there, there's her baby, there's Kansa. Kansa is 1-year-old female Borneo, right? They actually just came down from one of our free-ranging areas. In fact, we have 3 in the zoo. You guys are walking around the zoo. Time to look up, who knows, you can see a lot of things swimming above here, okay? Well, I don't want to hold you back any longer because I can see a lot of excited faces. So if you guys have any questions you guys about Ronda, feel free to come and ask any one of us. We'll gladly answer your questions, right? And apart from that, we wish you guys a very pleasant day here in Nepal. Thank you very much. Thank you, Kevin. Alright, thank you very much, Osman. Alright, now there is no need to rush. We will make sure everybody has a chance to come up and have their photos taken. So if you want to sit down and relax and enjoy breakfast first, please do so, alright? But if you want to come up and have your photos taken, you can do so now. I just formed the queue over here in the back, right here where I'm standing, alright? You stand right here, you can go up, have your photos taken, and then exit off this way to the left. So do swing it right around this way. Now we will have photographers standing by, they'll help you out with your own cameras. They'll also be taking photos of you. If you wish, you can purchase these photo packages right back here by the kiosk over here to my left in the back. But of course, no obligation, right? Xếp hàng đi chụp hình. Đây, họ hướng dẫn rất là trật tự. Now, as I mentioned at the beginning of the program, orangutans are our second closest living relative. Believe it or not, we share 97% identical DNA with these great apes. Check me out here. Okay, now, don't get too excited. I gotta warn you, if you get the answer wrong, you have to leave the zoo, right? What is it? À, nó sẽ đưa mình được cái phiếu. Sau đó là mình nó sẽ in cho mình. Là không biết là bao nhiêu tiền. 35 hả? 35 luôn. You say can take a seat first, we're beautiful photos. Okay, okay. Yeah, just hold on, just come here. Okay, well, look. Ôi, 35 đô một tấm hình luôn. Bằng nhau 35 hết. Vé vô cổng, vé buffer, vé hình. Yeah. Okay. Yeah. Can I get two? Two? Anh mua cho vợ chồng em cái, anh cái. Trời, nên tốn tiền quá trời luôn. Sau khi mà coi khỉ xong thì bây giờ Jen và anh chị đi coi cá. Sô cá. Của mình thích ăn cá. Đây con rùa này các bạn. Đó, nó nằm tít ngoài xa. Sao nó đứng yên vậy ta? Ồ, tới rồi nè. Ý, chỗ này có xuống nè chị, anh chị. Ở chỗ này có chỗ nè. Thank you.
How upset with me? Yeah. Why? Because you forgot to mention something very important about me. Okay.
mà nó cũng như tên anh. Tức là quăng từ đằng xa luôn. Going to be eaten by other animals, okay?
Please want to remind everybody, let's make every day and of this. Tiếng Anh không? Mày sẽ xịt cái nước nó bay vô ống kính con điên. Sao quấn mày vậy? Cái này chắc phải nhờ về nhờ Bu Mì làm shop title cho các bạn rồi. Bu đề á, chứ nó nói nãy giờ quá trời luôn. Nhưng mà hình như là có yếu tố giáo dục trong nữa. Nói là đừng có bỏ rác ni lông được các kiểu ấy. Anh mua cái chai đó, cái cây này bao nhiêu tiền? 15 đồng. 15 đồng nữa. Do là ở trong đây khá là nóng cho nên anh Thuận đã mua cái đồ vừa có quạt mà vừa có dịch xịt nước phun sương nữa. 15 đồng. Bạn nhớ mang quạt. Ờ đúng rồi, nếu mà muốn tiết kiệm thì nhớ mang quạt theo. Giờ đi đâu nữa anh? Dạ. Trong đây hết show rồi hả? Nó còn cái show dôi mà nó bỏ rồi. Vậy hả anh? Ủa sao nó bỏ vậy anh? Không biết làm sao á, mình đang sửa chữa hay gì đó. Dạ. Ở đây mình có tour guide không anh? À, có chứ. Vậy là thì phải mướn thêm hả? Phải mướn thêm, ngoài mướn thêm. Dạ. Mà đa số đây người ta tự túc là đi, nó có bản đồ người ta tự túc đi, đâu có cần tour guide. Dạ. Xe đây rồi, nhưng mà không biết là có lên để nó chở được hay không. Kìa, xe đang đậu kìa anh. Đây nè, đây. À, rồi, sao? Là sao anh? Nó lại chạm ở đây nè. Mua vé. Ủa, mua vé hả? Đây nè. Tôi mua vé nữa hả? Trời. Ồ. Vậy là phải theo tốn tiền nữa rồi. À, cái chạm ở đây. Dạ. À, chạm lần kia. À. Thôi kệ, mình lên ngồi đi cho nó chạy vòng hả? Mình không đi được. Thôi, 5 đô kìa. 5 đô một người. 3 đô. Rồi xong. Có 4 vé. Đây, vé. 5 đô một người. 4 người. Dạ. Ồ. Ở đây là muốn nó thuyết minh tiếng Việt là bấm số 8 hả? Ủa sao bấm sao ta? Là sao? Đây. Phải không? Không được. Không được. Ê, được rồi. 2. Ủa sao bấm không được ta? À, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, có số 8 là thuyết minh tiếng Việt. Volume.
Maximum rồi. Maximum rồi. Anh phải cắm earphone vô. Anh phải có earphone. Không phải có tai nghe. À, có tai nghe hả? Kỳ vậy. Chứ nó đọc lung tung mà mỗi hàng nó đọc một xíu. Ờ. Thôi, không cần biên dịch luôn, tự biên tự diễn luôn nha. Đây là cái khu hồi nãy vừa đi qua là cái chỗ trình diễn con rái cá nè. Con gì con rái cá đúng không ta? Ờ, hai cậu. Đây. Đó. Đấy, ở dưới là cái show trình diễn. Tiếp theo là một cái shop mini nhỏ. Nhìn cũng biết mà đâu cần nghe nói đâu đúng không? Đấy. Ồ, Coca-Cola kìa, bánh kìa. À, đây là một cái cổng khác của cái show con hai cậu. Elephant Asia, chắc là con dâu ở dưới rồi. Này, dâu nè. Ồ. À, một điều đặc biệt có thể kể đến ở đây là sở thú này không có mùi nồng nặc. Đó, còn sở thú ở Việt Nam mình rất là nhiều mùi. Lại xính ngoài. À, có con đường này đi dẫn đi đâu á nhỉ? Ok, đúng không ta? Cái gì vậy? Voi hỉ. Không biết cái gì ở dưới. Đúng rồi, voi nè, Asia nè. Show time 11:30, 3:30. Vậy là bây giờ nó đang có show dưới. Chúng ta đang đi qua cái con Colobus Monkey là cái con gì đó. Ờ, thì Colobus. À, ở đây là một cái trạm xe buýt nữa. À, đây là trạm số 2 nè, hồi nãy mình là trạm số 1. Ồ, vậy là ngay trạm đầu luôn. Ở đây có bản đồ nè. Bạn mà thích coi con gì là bạn lên ngay chỗ cái con đó bạn coi. Bản đồ cũng dễ. Đây, chúng ta đang đi qua khu vực của kangaroo. Nó có cái hình nè. À. Chúng ta đang đi qua khu vực của hà mã hippo. À. Đây, đấy. Hippo. Sư tử hả? Ờ, cọp hả? Nhầm. Ờ. Cọp. Hồi nhỏ không có tiền đi sở thú cho nên mất căn bản mấy con thú. Nhìn cọp mà nó sư tử. Thông cảm nha mấy bạn. Ủa là quay trở lại chỗ cũ rồi hả? Phải không? Đúng rồi, chậm một nè. Ủa sao lẹ vậy? Look up for orangutan as we pass through this area. Yeah. Orangutan means man of the forest in the Malay language. Vậy chạy lên, chạy lên. Dạ. Dạ, giờ đi xuống. À, đúng rồi. Vậy là chưa hết một vòng. Còn đi vòng nữa hả? Bất giỡn rồi. Phải không? Ừ, chạy tiếp mà. Trời ơi, $5 chứ đổi gì đâu. Chạy tiếp đi chứ. Đây, chúng ta đang đi qua khu vực con khỉ ngay lúc đầu mình coi nó ăn chuối và chụp hình với nó đó. Ăn mía chứ quên. Đây, thêm một trạm nữa. Chúng ta đang đi qua khu vực con ngựa vằn. Đấy, con ngựa vằn đấy. Ồ. Cận cảnh ghê chưa? Juventus. Cheetahs can run at speeds equivalent to 115 kilometers an hour. Đây mới là sư tử này các bạn, nhưng mà sư tử đâu mất tiêu rồi. À, nó nằm tút ngoài xa kìa. À, có hươu cổ nè. Trời, hươu cổ bự hơn nè. Con này tôi biết, con beo. À, leon bác. Beo.
Nói chung là ở trong đây rất là rộng và rất là đầy đủ. Nếu như các bạn muốn khám phá từng con thú thì chỉ có đi bộ đấy, hoặc là đi xe buýt đến những cái trạm gì, từng trạm thì xuống. Nhưng mà Jen nghĩ là nên đi bộ để có thể tham quan đầy đủ hơn đó. Nếu mà mấy bạn nào mà mất căn bản gì thú vật giống như tôi thì nên đi bộ tới từng con, nhìn cho nó rõ con nào là sư tử, nào là cọp. Riêng con beo tôi biết nó à, con heo nữa đây. Chúng ta đang đi qua khu vực của con khỉ à. Ủa nó đâu? À rồi. À, con khỉ. Đây, con tinh tinh chứ hỉ. Giống trong phim sự nổi dậy của mấy con khỉ tinh tinh nè. Vừa mới đứng dậy bị tài xế nhắc nhở kêu ngồi xuống. Các bạn đừng đứng dậy nha, ngồi ghế coi thôi. À, ở đây còn có những cái khu vui chơi cho con nít nữa nè. Tập cho leo trèo đồ các kiểu. Rồi không khéo nó té một cái. À, có đồ bảo vệ, hay quá. Mới nói xong. Bởi vậy thắc mắc mấy trò leo trèo này hả, cũng nguy hiểm lắm. Này. Này là lớn hơn tí xíu, này là thiếu nhi. Đây là chắc là lớn hơn thiếu nhi chút xíu. Thanh thiếu niên. Rồi hoành lại vô con khỉ nè. Ở cái chỗ cái cửa mình ra nãy đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi, con khỉ nè. Rồi hết rồi, hết tour rồi. Đúng rồi, hết một vòng rồi đó. Jen nghĩ là chắc là tiếp tục ngồi cũng được á. Nhưng mà mọi người quyết định đi đủ một vòng rồi nên thôi xuống. Mọi người vào mua sinh tố uống. Ồ, ở đây có bán đồ ăn trưa nữa này. Ồ. Này, mọi người muốn. Ủa, mất tiêu rồi. Thank you. Chào mọi người. Is this right here or? Yeah. Đây, ồ, hai mươi mấy. Ba mươi mấy. Rồi. Tổng cộng là 23. Ồ, các bạn thấy không? Trái cây nhìn tươi ghê không? Đồ giả đó, mũ đó. Chứ không phải đồ thiệt đâu. Tôi nói cho các bạn cũng không biết đâu. Này, của anh Thuận, của Jen và bún mì. À, ở đây có con khỉ nữa nè. Khỉ nhện. Spider monkey. Đây là cái con khỉ nãy nè. Ở trên đây có Batman nữa các bạn. Con dơi à. Dạ. Ban ngày thì dơi ngủ, ban đêm bây giờ mới hoạt động. Ồ, đang ngủ kìa. Ồ. Cũng rằng hoành ra trở lại cái cửa lúc đi vô rồi, tức là đi về đấy. Thì mình thấy là tốt nhất các bạn nên chuẩn bị sức khỏe của mình thật là tốt, nhất là về đôi chân. Vô trong đây $35 là ở nguyên ngày trong đây luôn, khám phá hết cái khu vực này. Vậy nó mới đáng đồng tiền bát gạo. Do là Jen phải đi nhiều, không có đủ thời gian ở đây một ngày, cho nên là bây giờ Jen phải đi về. Nhưng mà nếu các bạn có tham gia ở đây thì nên, rất nên ở đây tham gia hết nguyên ngày luôn. Thôi có canteen, có bán đồ ăn đồ các kiểu luôn cho các bạn. Đúng không anh? Đúng rồi, đầy đủ luôn. Dạ. Em thấy là ở đây một ngày là đúng luôn á, tại vì nó rất là rộng. Đúng rồi. Nhiều loại thú mình có thể tham quan đủ luôn. Mà nên đi sớm á, không được. Dạ. Mình vô mình thoải mái rồi. Dạ. Mình nghỉ trưa ở đây bán đồ ăn rất là đầy đủ. Dạ. Mình nghỉ trưa xong rồi đi tiếp. Dạ. Đấy, đó là lời khuyên của anh Thuận, mà Jen cũng nghĩ như vậy, rất là đúng. Ok, bạn đã tham gia cái sở thú của Singapore chưa? Nếu tham gia rồi thì comment cho Jen với biết kiến của mình nha. Đừng quên bấm nút subscribe, bấm thêm cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip từ Jen nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là một làng taxi nữa. Đi vô đây xếp hàng để tới lượt mình. Jen vừa phát hiện được đằng sau có một chiếc xe buýt và ghi cái tên là Singapore Zoo á. Thì hình như là có những cái tuyến xe buýt đi đến đây các bạn. Ừ,
các bạn cũng có thể lựa chọn cái cách di chuyển bằng xe bus. Đây, đi taxi từ chỗ sở thú tới cái chỗ ăn trưa thêm 17 đô nữa. Cái này là cái mall nữa anh. Ủa, cái mall giống khách sạn vậy? Khách sạn vừa khách sạn vừa mall luôn, là mình sẽ ăn trưa trong đây. Wow, cầm cầm cho mình.